Khi phải gọi ông chủ ra cái hỏi mấy cây nhỉ? Đẹp nhỉ. Bé bé, ai bán cây đây nhỉ? Ai bán cây ở đây? Cháu bán à? Có biết bao tiền cây không? 7 triệu. Ừ. Thế lấy cây không là bao nhiêu? Giả lại đã. Ừ. Làm gì có chỗ để mà chấm. Để cây đà. Bằng lăng. Mày chắc mới lên. Để. 7 triệu. Cây xương cá. Cây này bao tiền? Quay xong xe uống nước. Vâng. Mình tí giải lao. 4 triệu. Thế còn cây này? 4 triệu. Ủa, 7 triệu à? Có biết cây này nó gọi là cây gì không? Nè. Thế còn cây sung này bao nhiêu tiền? Ừ, đẹp đấy. Xinh xinh. Túc này mẹ đắt quá nhỉ. Mua cái túc nhưng mà mẹ sao nó lại đắt thế. 7 triệu. Tùng kình quá, ông này thích là lối đồ sộ. Lối đồ sộ. Bao nhiêu ông thấy là lạ lên. Bằng lăng nhỉ, đúng không? Có số nhà vườn với gì không? Có số nhà vườn với gì không? Quê ở đâu? Bắc Giang. Bắc Giang nữa, à nhà ông Hoàng. Chắc hôm nay mới một lần đầu ở đây. Có số của bố hay là của ai chủ vườn đọc đọc đi. Không gọi. 0967. Rồi. 828. 345. 345. Tên là gì ấy? Đại. Đại Lục Ngạn à? Rồi. Để ai có thích cây cứ thế mà gọi nhé. Có cái cái túc này lộc nó hay quá. Nhưng mà nó giá này. Giá nó tăng tăng quá. Đây là cái bát gì? Cái đỏ. Hay hay thế này. Có ai giải thích. Mà nó còn ngon với lại nó chưa có cái gì đấy nó có cái dòng nó mình thích cái dòng đây dòng. Bây giờ mới đỗ ở đây bác nên thấy nhiều ông lạ lạ lên đây một cái gì mà à, chắc là bán bì lan chứ không phải bán cây cái gì làm ăn quá nhỉ cái gì đấy cháu mày biết cái gì không? Chắc là bán cả cây lan là chủ yếu rồi đúng không? Cây này nhìn cái lá không biết là cây gì. Bằng lăng. Bằng lăng. Đây có con này thì nghệ thuật đây nhưng con này nặng lắm. Đấy, con này nặng, con này cụ đá to. Đá, đá đẹp đấy. Đá đẹp. Cây giá mà cây Minh Sa này nó bán đuổi kia một chút rồi. Hợp lý. Đúng với cái làn nước hơn. Đây, còn này. Minh Sa là lan dí đấy. Lan nhỏ. Đấy, đây đấy là 7 triệu. Thì bố nó còn đi ăn sáng. Mà sau đó là nhà này có nhiều cây kiểu ở trên rừng ấy. Cây gì đó. Bây giờ mà không mang cây đẹp ra chợ khó bán lắm mà đẹp thì khó bán đó. Từ Lục Ngạn xuống xuống tận Hà Nội đi cũng sớm lắm chứ không có chim sướng gì đâu. Chắc là cuối tuần bố xuống cho vui. Xương cá. Xương cá.
À đây là cái cây mai đá. Mai đá. Ở trên núi cũng rừng nhiều. Mây quế, cả đá, trong này có phải mây đá. Đứng tí nhiều cây lắm, không long form mà ngồi xuống quay rồi xe đưa, là xe nó tông được hút à, bác không cả một số cây thấy nó ngưng mắt thì quay thôi, còn về cơ bản là có số chủ rồi, các bác nào thích cứ gọi thôi. Mà đúng cái chiều mặt trời thì chiếu thẳng mặt cây cái sụp đấy, nó sạch sạch 1.6 triệu. Mấy ông ở trên Bắc Giang cũng chơi mạnh lắm, Bắc Giang có Thanh Hóa chơi mạnh, Hải Dương cũng mạnh, cứ ở đâu mà có hội có tổ chức là mạnh, có đoàn kết là mạnh nhất. Cục điền thì thôi chả hỏi, cục như này chắc chỉ vài triệu thôi, kia thì có giá một chút, có bệ rồi đấy, nhìn nó cứ bạt ngàn. Tạm thời với thằng cháu này để đi ra khu vực này, cây 10 đồng này bán, cây hôm trước bán rồi anh. Chưa, à đây anh ấy lấy cái số của anh cho ông ở nhà hỏi em hôm trước không lưu số của anh, anh hỏi bán rồi mất ngay không ý ở đây về tìm người quá em không lưu, anh ở số này tay này thích cái trực trước trước thì nhiều người thích mà đóng tiền đó. Không, tầm đấy là chỉ... tầm đấy là hợp lý rồi, bán ở đây luôn à, bán cho anh em mà vẫn là khách thì phải được biết quá. Bởi vì chắc chắn cái rất nhiều người thích rồi, chưa gặp được cái hùng chí mà tiền nó đông đông thì ít người người ta thích. Quay ra kỹ với em nha, quay hết từ quay rồi, quay quay có hai cái củi, hai đống củi, cứ sơ sơ bộ giá đi để em biết, thấy cứ 10 triệu cây. 10 triệu cây à, bán cả lô luôn à? Bán cả lô 10 triệu. Cây này của ai đây? Cái của thầy em review chưa? Cái này là con ngon bổ rẻ, ngon bổ 3 triệu rưỡi đấy, đây được cả chậu luôn, cả chậu luôn đấy, cũng của anh à, của thằng em nhưng mà cũng 2 triệu rưỡi là sao, vui rồi thế thì ấm cúng quá. Cái quay lên là tối các ông mới được xem nên là khó. Mua về mà vứt chỗ thôi được. Thực kiện này có cây nào hay không? Kiện này thì những người xem hoa thôi. Đây, cái này phía trước có quay chưa lá đây nè, nảy rồi. Hôm trước quay rồi, phía trước quay rồi. Cái này được. Nào đấy về mà chơi mà. Ồ quá, bây giờ nhìn cái gì thì thèm, giờ chịu. Chú giờ nhìn cái gì thấy thèm nhưng mà đồ đẹp đấy, mà giá rẻ quá. Đấy, đồ này là mấy đồng anh? Là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Anh cứ đọc lại số đi cho nó dễ. 034 722 9568 9568. Tối nay về xem lại được lưu hôm trước cũng đọc ở trên này về đấy lưu. Trước này là đầu 01 nên là chuyển à? Đúng rồi. Ngon bổ rẻ. Đặc biệt là rất rẻ luôn. Thì cứ alo phải là có khi là muốn múc luôn được. Alo là có tiền. Đấy. 3 triệu là thăng đường. Đấy, 3 triệu rồi. Phá giá đấy. Dạ đúng. Này tầm này là chú đại giá đấy.
Về ngày em biết đất đại hạ giá chưa? Nhiều chứ, hạ giá nhiều chứ. Ngày hôm trước báo 10 đồng. Mấy? Trước báo 10 đồng. Quan trọng là bây giờ ai xuống tiền rồi nó hạ hết. Ừ, đúng rồi. Để nhìn thấy thiện chí cơ đã. Quan trọng là tiền chí vui được bao nhiêu. Chứ tuổi tác với lại cốt chậu là ổn rồi. Lưng gù kia thì không quan ngại lắm. Thì có thể xử đi một tí cho nó nhẹ bớt bên đấy. Cơ bản là ổn. Chủ chắc may đang buồn chán đi chơi đâu rồi. À, xem cây của kinh đấy, kinh điển đấy. Kinh điển đấy. Quay đi trong này chú xem hướng làm thế nào để rồi, hướng làm ạ. Các bộ lão đây làm gì dám ngốc ý. Kia ngập đi. Đá luôn tai xanh. Đá luôn tai xanh. Nếu nó tai xanh nhỉ. Không phải siêu nạc đâu, siêu nạc tai xanh. Đứng lấy vô rồi đang quay rồi. Tai xanh là phải trả tiền để có tiêu hủy hộ đấy. Tai xanh thì bao tiền anh? 15 triệu. Yên tâm rằng là được thoải mái. Kiểu dây phải mất một cái đồng. Bệt nha, bệt rồi đấy. Này quá bệt, già đen. Đảm bảo cắt hết đi với con gốc. Mỏng dính rồi. Nhưng cái ngọn được một cây 1 triệu rồi. Sống là được 1 triệu rồi. Con có 2 triệu rồi. Điều gì giờ sống? Đó, ai tư duy để bán luôn rồi. Thích là bán miếng hay là bán cân tùy. Không, anh đang bán ra luôn. Con này anh bán luôn cái thái, anh nào thái theo thái. Với anh bán luôn. Đấy. Quê là mỏng dính rồi, đẹp. Lấy phần này không đáng ngon. Đấy, đấy thì làm vậy thì nhắc đục là ngon luôn. Nghĩ tiền. Tính toán như gì? Vừa đẹp vừa rẻ. Cái tiền hoành tráng này bác ơi, ngắm đi bác ơi. Ngon bổ rẻ đấy. Ngon bổ rẻ. Ngon đến giờ cuối cùng. Ô chéo. Ô vuông. Cắt. Ngồi vừa thổi quá này. Con này chú Tăng phải làm sạch đi. Cái này dọn cái là ở cái cốt giặt nó là đẹp. Sạch được không? Cắt hết các cái vừa thái này đi để đấy. Đấy là để làm màu tí chứ bây giờ cứ để cái này khó nhìn, có khi người ta đi qua lại là không thèm nhìn. Bây giờ lọc nó ra đấy, cái này nó lại cốt tiếc gớm đi đùa đâu. Bướng đi để lông nhung thì còn mỏng lông. Đang quay thì nói thế ơi cứ thoải mái. Chê nó chưa? Chê nó thật. Thật. Mà đúng là thật chứ không phải là không có cái gì phải màu sắc ở đây. Cắt đi, tao biết cắt kiểu gì, cắt đi. Kéo xịt quá. Ngâm đá cho nó khoảng đoạn này thôi, từ ngày. Giờ này anh xịt nước đấy. Trời, nó bọt. Ok. Rồi, xin cảm ơn các bác, vui quá.